quý vị, quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cho biết Ivanka Trump đã đóng cửa nhãn hiệu thời trang tại Trung Quốc. Cô Ivanka Trump là ái nữ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, quyết định từ bỏ nhãn hiệu thời trang mang tên cô, mà đa phần là các sản phẩm quần áo được sản xuất tại Trung Quốc, như những chỉ trích nhắm vào thân phục của cô, chủ trương đưa công ăn việc làm về cho người Hoa Kỳ. Cô Ivanka Trump cũng là cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, nói trọng tâm trước mắt là công việc mà hiện cô đang làm ở Washington và gọi việc đóng cửa của công ty là kết cục công bằng duy nhất đối với đội ngũ của cô và các đối tác của cô. Những người chỉ trích cho rằng các đợt áp thuế của Tổng thống Donald Trump lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không hề đụng đến các sản phẩm may mặc, vốn chiếm 70% lượng hàng may mặc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Và giày dép, nhờ đó mà các sản phẩm may mặc và giày dép mang nhãn hiệu Ivanka Trump nhập từ Trung Quốc không bị đánh thuế. Quyết định đóng cửa là một bất ngờ ngay cả đối với những giới chức của hãng. Thưa quý vị, nhật báo Daily News sa thải một nửa nhân viên. Tòa soạn Daily News, một tờ báo lớn ở New York từng có lượng phát hành lớn nhất nước Mỹ, vừa tổ chức một cuộc họp kéo dài chưa đầy một phút và kết quả là một nửa nhân viên bị thôi việc ngay lập tức, bao gồm cả chủ bút. Cuộc họp trong vắng đem đến kết cục buồn bã do Tổng Giám đốc Grant Wamore của công ty mới chủ trì. Cuộc họp với sự tham dự của gần 50 nhân viên. Trong vòng vài giờ sau đó, các phóng viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao tới đô thị, đã nhận được thông báo chính thức rằng công ty truyền thông Tron đã mua lại tờ báo này hồi năm ngoái đã sa thải họ. Tổng biên tập Tim Ridge cũng không ngoại lệ. Công ty Tron thông báo ông Robert York, một giám đốc truyền thông ở San Diego, sẽ làm tổng biên tập mới của tờ báo. Vào thời Hoàng Kim, Daily News là một ấn phẩm yêu thích của tầng lớp lao động trong thành phố. Tờ báo này đã phát triển mạnh vì nó khai thác sâu vào tội ác và nạn tham nhũng. Sau khi thông tin về vụ sa thải được công khai, thống đốc New York Andrew Cuomo đã đưa ra một tuyên bố quan trọng. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều gia đình và gây hại cho một tổ chức quan trọng của New York và một trong những gã khổng lồ báo chí của quốc gia, ông Cuomo phát biểu. Gần 200 người bị bệnh tiêu chảy vì ăn salad của McDonald's. Hơn 160 người ở 10 tiểu bang đã bị nhiễm bệnh tiêu chảy liên quan đến món salad của McDonald's. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết, 3 trường hợp nhiễm bệnh do một loại ký sinh trùng có thể gây ra tiêu chảy, đau dạ dày, mệt mỏi và buồn nôn đã được đưa tới bệnh viện. Theo như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, sự bùng nổ của bệnh đường ruột Kyphoscoliosis liên quan đến món salad của McDonald's đã đưa tổng số người nhiễm bệnh ở 10 tiểu bang lên tới con số là 163 người, trong đó có 2 tiểu bang Illinois và Iowa có số người nhiễm bệnh cao nhất. Cũng theo như CDC, hiện 3 người đã phải vào bệnh viện đang được điều tra xem liệu sự bùng phát của dịch tiêu chảy có liên quan gì đến Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng như các quan chức y tế tiểu bang hay không. Bệnh đường ruột Kyphoscoliosis là do ký sinh trùng đơn bào Kyphoscora vimo gây ra và có thể gây ra tiêu chảy. McDonald's tại Chicago cho biết họ đã ngưng bán salad tại 3.000 cửa hàng và đang chuyển đổi sang một nhà cung cấp salad khác. Tốt nghiệp đại học khi mới 11 tuổi. Dù chưa đủ tuổi bỏ phiếu hay lái xe, nhưng thành đồng 11 tuổi người Hoa Kỳ đã sở hữu một tấm bằng đại học. Theo CNN, cậu bé thần đồng William Mullis đã tốt nghiệp đại học St. Petersburg ở bang Florida với tấm bằng cử nhân. Phát biểu cảm nghĩ về cậu sinh viên đặc biệt này, hiệu trưởng trường St. Petersburg, tiến sĩ John Hoa William nói, "Tôi thực sự ấn tượng với William và những việc mà cậu bé làm. Cậu ấy thông minh, rất cởi mở và hợp tác." Mullis bắt đầu vào đại học năm 2016 sau khi tốt nghiệp trung học ở tuổi thứ 9. Bố mẹ của em cho biết em tiếp thu rất nhanh. Khi mới 2 tuổi, em đã được tiếp xúc với toán cơ bản và 4 tuổi có thể làm toán đạo số, đọc sách và báo tiếng Hy Lạp. 5 tuổi thì William nắm kiến thức cơ bản về hình học trong một đêm. Cậu muốn trở thành nhà vật lý học thiên thể. William Mullis còn nắm khá rõ các công trình nghiên cứu của hai nhà vật lý Albert Einstein và Stephen Hawking. Mục tiêu kế tiếp của cử nhân nhỏ tuổi là theo học tại Đại học Nam Florida để hoàn tất ước mơ trở thành nhà vật lý học thiên thể. Còn muốn chứng minh có Thượng Đế tồn tại bằng khoa học. Thưa quý vị, Mullis hy vọng có thể hoàn tất bậc tiến sĩ vào năm 18 tuổi, độ tuổi mà thông thường mọi người mới bắt đầu đại học, thưa quý vị. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết công ty thực phẩm Pepperidge Farm thu hồi các sản phẩm bánh Goldfish Crackers. Dịch bệnh Salmonella đang hoành hành tại các tiểu bang của Hoa Kỳ hiện đang được cho là có liên quan tới các sản phẩm bánh Goldfish Crackers của công ty Pepperidge Farm. Vào ngày thứ Ba 24 tháng 7, hãng thực phẩm này đã tự nguyện thu hồi các sản phẩm bị tình nghi nhiễm độc, bao gồm loại Plastic Extra Cheese, Plastic Sour Cream Onion, Baked Whole Grain Extra Cheese và Mixed Cheddar and Pretzel.
Theo theo như báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, tính cho đến nay dịch bệnh vẫn chưa khiến ai ngã bệnh. Các triệu chứng nhiễm vi khuẩn bao gồm tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu, sốt và nôn mửa. Thưa quý vị, những loại nước diet soda có thể giảm nguy cơ tái phát bệnh ung thư ruột. Các cuộc nghiên cứu trước đây từng cho thấy chúng ta thấy nhiều kết quả khó lường xoay quanh các loại nước giải khát, diet soda và những thức uống chứa đường hóa học. Nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng nước diet soda có thể giúp cho những người ăn kiêng giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng nước diet có chứa đường hóa học có thể khiến người uống bị mất trí nhớ và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tai biến mạch máu não. Nhưng mới đây, cuộc khảo sát do Trung tâm Yale Cancer Center tiến hành đã kết luận rằng diet soda có thể giúp giảm nguy cơ tái phát bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.